Hello, xin chào bạn. Hiện tại mình có đây là chiếc Nokia 8.1, nhưng chiếc Nokia 8.1 của mình không chạy cái phiên bản Android Pie nữa mà mình đã nâng cấp nó lên cái phiên bản Android Q. Thì các bạn cũng biết là vào cái sự kiện đêm qua thì Google đã chính thức giới thiệu phiên bản beta của Android Q rồi, và có rất là nhiều những chiếc smartphone, chứ không giống năm ngoái là chỉ một số ít smartphone được hỗ trợ chạy phiên bản beta đầu tiên. Mà trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn về những cái điểm mới trên cái nền tảng Android 10 để xem thử là chiếc Nokia 8.1 chúng ta có nên nâng cấp lên cái phiên bản Android 10 beta này hay không, hay là chúng ta nên đợi một thời gian nữa, và liệu khi mà chúng ta lên cái phiên bản Android 10 cho chiếc Nokia 8.1 thì nó có thực sự full tất cả những tính năng mà Google đã giới thiệu vào đêm qua hay không. Trước khi bắt đầu vào chia sẻ những tính năng nào đang sử dụng được trên chiếc Nokia 8.1 và không sử dụng được trên chiếc Nokia 8.1 khi mà chúng ta up lên cái phiên bản Android 10, thì mình phải chia sẻ với bạn đó chính là cái việc mà chúng ta update lên cái phiên bản Android 10 hay là Android Q á, thì nó khá là khó khăn và nó bắt buộc là làm thủ công nhé bạn. Mình sẽ để một cái đường link để dẫn tới website của bên nhà Google, và các bạn ở đó các bạn có thể kiểm tra xem từ là thiết bị của mình có thể update được không và update như thế nào, tại vì mỗi chiếc smartphone sẽ có những cách update khác nhau. Và các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta nâng cấp lên cái phiên bản Android Q hay là Android 10 thì cái giao diện của chúng ta đã có một chút thay đổi. Các bạn thấy là thanh thông báo trạng thái của chúng ta đã được thay đổi rồi này. Rồi, hay là khi mà chúng ta nhấn vào cái phần đa nhiệm thì chúng ta sẽ không thấy được sự xuất hiện của những cái ứng dụng mà chúng ta thường xuyên sử dụng nữa, mà nó chỉ xuất hiện được những ứng dụng mà chúng ta đang chạy nền mà thôi. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta vuốt ở phía dưới lên thì các cái icon của chúng ta cũng đã làm hình vuông, nhìn cũng khá là đẹp và bắt mắt. Và trong cái phần đây, trong cái phần cài đặt của chúng ta thì cái icon nó cũng được làm hình vuông, nhìn nó trực quan và nhìn nó đồng bộ hơn. Còn đợt trước thì với Android 8 hay Android 9 thì mình khá là ghét cái phần giao diện của nó. Và cái tính năng đầu tiên mà mình cực kỳ hào hứng khi mình update lên cái phiên bản Android 10 đó chính là chế độ Dashboard. Thì với chế độ này thì các bạn có thể chuyển cái giao diện của chúng ta sang nền tối. Và với cái việc mà rất là nhiều những chiếc smartphone ở thời điểm hiện tại giá rẻ, tầm trung rồi cho đến cận cao cấp thì nó đang sử dụng những tấm nền là OLED, thì cái việc mà chuyển qua với chế độ Dashboard là màu đen như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm pin nhiều hơn. Và cái phần này thì các bạn có thể truy cập vào phần hiển thị và các bạn sẽ bấm vào đây là tối hoặc là sáng. Đấy, nó rất là nhanh và nó rất là tiện lợi. Ngoài ra thì một cái tính năng nữa mà giúp cho chúng ta thiên về phần bảo mật đó chính là về cái chế độ đây mình sẽ quyền riêng tư các bạn ạ. Với chế độ quyền riêng tư thì các bạn sẽ vào đây và các bạn sẽ cho phép là các bạn kiểm tra được là những ứng dụng nào đang sử dụng những quyền nào. Ví dụ như máy ảnh thì có bao nhiêu ứng dụng đang sử dụng cái máy ảnh. Ví dụ như chúng ta ở đây là có tới 3 ứng dụng đang sử dụng truy cập được vào cái phần máy ảnh, hay là ở trong này ví dụ như bộ nhớ trong thì đang sử dụng những cái ứng dụng nào đang được phép sử dụng. Ví dụ như ở đây là hình ảnh thì các bạn có thể nhấn vào đây và các bạn có quyền từ chối. Và các bạn đây, cái việc giao diện mà nó được sắp xếp như thế này nhìn nó rất là trực quan. Ngoài ra với Android 10 chúng ta còn có thêm một cái tính năng mà nó rất là hữu ích dành cho những cái bậc phụ huynh, đó chính là hạn hẹn giờ để chúng ta có thể tắt được những ứng dụng mà khi mà chúng ta đưa những thiết bị smartphone hay là những thiết bị máy tính bảng cho con em mình chơi. Đó chính là ở trong phần là trang tổng quát này thì các bạn có thể thấy là chúng ta có rất là nhiều những cái ứng dụng được liệt kê như thế này, và các bạn có thể nhấn vào đây. Thì khi mà nhấn vào đây thì nó sẽ hẹn giờ. Ví dụ như ở đây mình đã hẹn giờ là chỉ được phép sử dụng cái Facebook trong vòng là 30 phút mà thôi. Đây, bây giờ mình có thể là xóa. Đây, bây giờ mình có thể xóa bộ hẹn giờ này. Tuy nhiên thì ở với trên chiếc Nokia 8.1 á thì cái bộ hẹn giờ của nó chưa thực sự ổn định cho lắm, cho nên các bạn thấy là khi mà mình bấm vào đây thì nó chỉ hiện cái nền trắng nha thôi, và các bạn có thể bấm vào đây để xóa. Còn ở những chiếc smartphone đến từ nhà Google thì nó sẽ hiện ra một cái tờ sổ nhìn nó trực quan, và chúng ta có thể hẹn được thời gian dài hơn cũng như là thời gian ngắn hơn tùy vào cái nhu cầu cũng như là tùy vào cái cách setup của mỗi người. Ngoài ra thì với nền tảng Android 10 thì Google cũng cho phép một số những thành phần tự động cập nhật ngay trên điện thoại mà chúng ta không cần phải tắt nguồn. Có nghĩa là nó sẽ tự động cập nhật ngầm mà chúng ta sẽ không phải tắt nguồn giống như ngày xưa. Cái việc mà tắt nguồn thì khởi động lại thì nó mất khá là nhiều thời gian, cho nên đây cũng là một tính năng mà mình khá là thích ở trên chiếc Nokia 8.1 cũng như là cái phiên bản Android 10. Một cái tính năng nữa mà nó thiên về bảo mật đó chính là về bản vá bảo mật. Thì theo Google thì cái bản vá bảo mật sẽ được update thông qua cái file APK. Và với cái việc mà các bạn được update file APK, tức là các bạn có thể tự động tải về mà không cần phải thông qua hãng, không cần phải thông qua nhà sản xuất smartphone nữa, là các bạn có thể là tải bản vá bảo mật về, nó rất là nhanh và nó rất là tiện lợi. Đó là một số những tính năng mà chúng ta đã có thể sử dụng được trên chiếc Nokia 8.1. Còn rất là nhiều những tính năng nữa chúng ta không thể sử dụng được trên chiếc Nokia 8.1. Ví dụ đó chính là cái cử chỉ các bạn ạ. Ví dụ như ở trên chiếc
Google Pixel 3 hay là Pixel 3 XL thì chúng ta có thể sử dụng được. Ví dụ như các bạn vào Google Chrome này, các bạn có thể vuốt hai bên để có thể back lại được, giống như kiểu là trên iPhone. Nhưng ở trên chiếc Nokia 8.1 cũng như là một số chiếc smartphone không thuộc Google thì chúng ta lại không thể sử dụng được cái tính năng này các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là mình vuốt này, mình vuốt như thế này mà nó không có được. Ngoài ra thì Google cũng công bố là cái phần thông báo của chúng ta sẽ thông minh hơn, tức là khi mà bất kỳ một cái ứng dụng nào đó, một cái bạn bè nào đó gửi cho chúng ta một phần tin nhắn, mà trong cái phần tin nhắn đó nó sẽ có cái phần địa chỉ đường, thì ngay lập tức thông báo sẽ được chuyển trực tiếp sang cái phần bản đồ, cái phần bản đồ Google, để có thể là các bạn có thể là truy cập vào đó và các bạn biết được địa chỉ này đang ở đâu và làm sao để chúng ta có thể đến được địa chỉ đó. Nhưng mà mình đã thử khoảng 10 lần rồi không có được các bạn ạ. Bên cạnh đó thì một cái tính năng nữa mà mình cũng không thể sử dụng được trên chiếc Nokia 8.1 đó chính là Live Caption. Thì theo như Google công bố thì khi mà chúng ta quay một cái đoạn video hoặc là chúng ta xem một cái đoạn video nào đó trên Android 10 thì nó sẽ có phần phụ đề tự động luôn nha các bạn. Nhưng mình cũng có quay đây rồi, mình cũng có nói chuyện tiếng Anh, thậm chí là mình có sử dụng Google để mình cho nó đọc luôn, nhưng nó vẫn không thể sử dụng được. Có nghĩa là cái phần phụ đề của chúng ta sẽ không hiển thị được ở trên này. Một cái điểm nữa cực kỳ quan trọng mà những bạn nào đang sử dụng chiếc Nokia 8.1 và đặc biệt là các bạn quan tâm về camera, đó chính là khi mà nâng cấp lên cái phiên bản Android 10 của chúng ta thì camera đã được thay đổi. Và cái camera này thì nó gặp cực kỳ là nhiều lỗi, mặc dù là nó thay đổi đó nhưng mà lỗi rất là nhiều các bạn ạ. Và chúng ta sẽ không có cái ứng dụng gốc nữa. Các bạn mình có thể vuốt cho các bạn xem này, chúng ta không còn ứng dụng gốc nữa mà cái ứng dụng này được tên là Snapdragon Camera gì đó. Và với ứng dụng này các bạn chỉ cần chụp 1-2 tấm thôi là nó báo lỗi rồi. Và theo website của Nokia thì hiện tại khi mà chúng ta nâng cấp lên cái phiên bản Android 10 thì phải tới ngày 16 tháng 5 chúng ta mới có thể hạ được xuống cái phiên bản Android 9. Cho nên các bạn cũng cần lưu ý cái vấn đề này. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video trải nghiệm cho các bạn về cái nền tảng Android 10 hay chúng ta còn gọi là Android Q khi mà chúng ta nâng cấp lên cái chiếc Nokia 8.1. Và các bạn thấy là còn rất là nhiều lỗi này, còn rất là nhiều những vấn đề và rất là nhiều những tính năng mà chúng ta chưa sử dụng được. Và mình sẽ cố gắng sử dụng chiếc Nokia 8.1 chạy cái nền tảng Android 10 này trong một thời gian dài tới để xem thử là sắp tới thì Nokia cũng như là Google có update thêm những tính năng nào hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn đừng quên để lại một like, share cũng như là subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình. Còn bây giờ, bye bye.